Hello, là Nghĩa đây. Hôm nay ở nhà buồn quá nên lên Shopee rinh được cái đèn này về chụp ảnh. Đẹp phải biết. Coi nè, mọi người coi nha. Đây là đèn hoàng hôn. Và nếu mà mọi người có coi phòng thí nghiệm thì mọi người cũng biết là ngày xưa mình đã từng mua cái đèn hoàng hôn rồi. Nhưng mà nó không được mạnh lắm. Còn cái này thì đỉnh cao luôn, mọi người coi nha. Cường độ sáng của nó thì y chang như hoàng hôn thiệt luôn. Phòng của mình hiện tại là không mở một cái đèn nào hết, chỉ có một mình nó thôi. Chưa kể ánh sáng của nó còn có thể làm mịn da mọi người nữa, cho nên là chụp hình sống ảo thì thôi rồi luôn. Hello hello mọi người, mình mới phát hiện ra đồ này cực kỳ hay dành cho các fan của Apple đây. Bình thường nếu như mà muốn sạc cả điện thoại, tai nghe và đồng thì hồ thì sẽ phải cắm ba cái dây này, trông rất là mất thẩm mỹ. Bây giờ thì mọi người chỉ cần có một cái cục này thôi, sạc được cả ba thứ cực kỳ tiện lợi luôn nhá. Màu trắng này thì trông rất xinh và cũng rất dễ dùng nữa. Bác nào mà thích một cái sạc 3 trong 1 như thế này thì lên Shopee thêm ngay vào giỏ hàng đi nha. Những món đồ thú vị mà bạn chưa biết trên Shopee là Nghĩa đây. Ngày hôm nay sẽ là một sản phẩm cứu cánh dành cho bạn nào hay bị mất ngủ đây. Đó chính là máy giúp bạn ngủ ngon hơn. Máy tạo ra tiếng ồn trắng. Thì các bạn có thể nghe, mình có thể tạo ra rất nhiều loại âm thanh khác nhau, từ âm thanh sóng biển, âm thanh mưa, âm thanh chim chóc, rồi những bài hát như là lời mẹ ru con ngày xưa ấy. Ngoài ra máy còn có thêm một cái đèn ngủ nữa, cho nên là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng máy như là một chiếc đèn ngủ kế bên phòng của mình nha. Câu hỏi đặt ra là thí dụ mà các bạn sử dụng rồi tối ngủ quên là sao, đúng không? Máy có chức năng hẹn giờ ngủ luôn, 30 phút, 60 phút và 1 tiếng. Thì các bạn hoàn toàn có thể đặt đồng hồ rồi đi ngủ thôi. Những món đồ thú vị mà bạn chưa biết trên Shopee là Nghĩa đây. Hôm nay mình sẽ mang lên cho các bạn một món đồ hơi bị được luôn nghe. Đó chính là cái đèn 500 này nè. Ở đây thì mình sẽ có một cái cọc dây sạc và một cái phần hướng dẫn sử dụng. Phần này không cần bỏ qua. Bây giờ mình sẽ tới với nhân vật chính của ngày hôm nay, đó chính là cái đèn. Quan trọng nhất của nó là gì? Nó hút được. Nhìn nè, có biểu diễn nè, đó, ghê chưa, nhìn đi chang ảo thuật luôn đúng không? Đẩy ra một cái là nó tắt, gắn vô một cái nó lại sáng. Và quan trọng nhất là chơi với cái cục này hơi bị phê. Đặc biệt nữa nha, mình sẽ còn thay đổi được màu sắc của ánh sáng và cấp độ ánh sáng luôn. Đỉnh cao thiệt sự.